Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng phê phán sự thất bại của Đảng Cộng Hòa trong việc thông qua đạo luật chăm sóc sức khỏe mới và đả kích cái mà ông gọi là truyền thông giả trong bài phát biểu tại trại họp bạn hướng đạo toàn quốc. Ông Trump cũng bóng gió chỉ trích một số chính trị gia nói rằng hướng đạo sinh là một phong trào đáng tin cậy, trung thành. Chúng ta cần sự trung thành nhiều hơn nữa. Một thiếu nữ 18 tuổi bị kết tội chịu trách nhiệm về cái chết của em gái sau khi gây ra tai nạn do lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Tai nạn được chính tài xế ghi hình và phát trực tiếp trên tài khoản trang mạng xã hội của mình. Một người bạn 14 tuổi của cô em gái cũng bị thương trong vụ việc. Một giáo viên đến từ bang Oklahoma đã nâng cao nhận thức về tình trạng cắt giảm ngân sách cho giáo dục bằng cách đứng đường xin tiền. Người giáo viên lớp 3 có tên Teresa Danks cảm thấy vô cùng bất mãn về việc nhà trường không có đủ kinh phí để trang bị thiết bị học tập cho học sinh. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.